Đây là mẫu mẫu cửa quay đặc biệt, rất nhân gọn. Mẫu này nên phổ biến đây. À, chốt đưa vào chốt xong rồi. Rồi đây là ra tiếp tục cái mở cái cửa này xuống đây anh chị. Đó. Từ từ. Đây tay quay. Đây tay quay rồi. Rồi. Còn đây là phần cửa. À, vừa được thiết kế bằng cáp tời. Ơi đủ mà. À bên đây. À đây là cửa giữa cáp quay cửa kia. À, đây là một một mẫu cửa rất là nhẹ nhàng. Êm ái không một tiếng kêu. Nếu rồi. Ok. Chốt. Chưa chốt. Còn đây là một, đây cũng là một mẫu cửa kiểu hai cánh gập. Cửa này đóng đến nhẹ nhàng. Do chưa thiết kế này thì trong đó. Rất là gọn gàng. Chốt, ok. Chốt thêm ngoài luôn rồi. Rồi, hôm lần sau mình sẽ quay rõ về cái thiết kế ra đây một cái cửa phụ nhỏ nữa đó. Để đi ra đi vô đó, rất là tiện lợi. Đây. Ok. Khung nhà 12 mét mà chỉ đóng 3 cánh thôi nha. Lên nhẹ nhàng. Rồi lần sau mình sẽ quay rõ cái thiết kế của từng cái cửa nếu có yêu cầu. Rồi xin chào các bạn.